Giờ hôm nay nó xin. Mày biết điều không, dính bệnh tật vào con của. Anh xem nó có găm gì vào em không? Không găm gì tao, nếu xấu xa như mày đâu. Mày nói thôi. Mày mua mấy cái đồ rẻ tiền này cho nó dùng à? À, ham hết bẹn nó ra. Trời. Mày không, tao nói rồi, mày không đủ khả năng nuôi, mày bảo tao một câu. Anh em vừa linh. Đi ra. Mày không nghe. Mày làm gì ấy? Thằng nào? Mày được không? À mày. Ủa mày. Mày luôn. Quá này. Mày lấy đồ. Mày nghe nói chưa? Mày cầm gậy làm sao? Đi làm gì? Thằng mày ở đây. Ủa mày làm gì? Mày làm gì? Thôi nói chung là tao chỉ nhận cái kia thôi, mày mang về nó mau đi. Mày vứt cái đấy à? Mày mang về nó lại nhân cách của chúng mày đi, nhớ chưa? Lần đầu kiếm được tiền TikTok của mày bán hàng này. Thấy chưa? Ô tô này. Mình chỉ vào mình đưa đồ thôi, mình đi, mình gặp mua mình một tí. Không cho đâu anh ạ. Còn sợ còn có ở bà nhà, bà này không cho phép gì. Ở đây, đi ở đây, đi này. Thôi để cho bảo anh mang vào được, đưa cho hàng xóm ấy. Mình muốn đưa con. Đưa hàng xóm. Tôi biết là bạn mua lần đầu, bạn làm được ra thật. Này chân còn đau nữa. Nó khó. Thôi mày cứ đi về đi. Ờ, có gì đâu. Nói đàng hoàng đừng có chửi nhau. Không chửi nhau. Em đưa tôi vào. Mày ra đây làm gì? Làm gì? Ra đây phải đưa con luôn. Đéo có cửa vào đây. Này giờ bọn tao dứt nói chuyện đàng hoàng luôn. Lịch sự mà bọn mày sang đây bọn mày nói chuyện kiểu ý. Hai bố anh mày tìm gì? Tên bảo tôi gửi đồ con, tôi mua được cái đồ gửi đồ cho con. Đồ đạc á, đồ tao bỏ rồi. Vợ bỏ thiếu đúng không? Tao nhớ tao mua đầy đủ hết bỉm sữa rồi mà. Tao bảo mày từ hôm mà mày muốn sang gặp con mày ấy, thì mày gọi mấy thằng kia sang quỳ giá phát ra mặt tha cho cuộc gặp con mày. Là mày nhớ thì lần trước mày bảo Thảo Hoàng ra chúng mày có ấy không? Mày không nghe bố đi mua, tao tự đi sắm đồ qua tao rồi. Con nào của mày? Đủ khả năng mày nuôi. Tao nhận nhưng mà con nào của mày? Đủ con mày mà tao mua đầy đủ hết rồi, mày đéo phải quan tâm. Con là con nó, con em. Đéo biết dơ. Mày mua đúng loại chưa? Nó cũng dùng cái này mày hiểu chưa? Mày mua cái loại này loại mấy chục dùng cái gì? Tôi ham hết cả miệng lên à? Mày không đủ tiền mua thì mày há mồm bỏ một câu thì tao mua hết cho. Em cứ để tôi lên gặp con. Này, không được. Mày giờ mày đi tận đâu về hơi hai thế mình lên bế nó được à? Tắm thì chưa tắm. Tắm chưa? Hả? Ừ. Chân giết mình nhiễm trùng này giờ mày lên bế được nó à? Thôi cố. Giờ hôm nay nó xin. Mày biết điều không, dính bệnh tật vào con của. Anh xem nó có căng gì vào em không? Không găm gì tao, nếu xấu xa như mày đâu. Mày nói thôi. Mày mua mấy cái đồ rẻ tiền này cho nó dùng à? À, ham hết bẹn nó ra. Trời. Mày không, tao nói rồi, mày không đủ khả năng nuôi, mày bảo tao một câu. Anh em vừa linh. Đi ra. Mày không nghe. Mày làm gì ấy? Thằng nào? Mày được không? À mày. Ủa mày. Mày luôn. Quá này. Mày lấy đồ. Anh em ơi, thằng Hoàng bị bọn nó đẩy kìa. Ai? Thằng Hoàng. Sao nó đẩy? Nó sang nhà. Nó đi đâu ấy? Thằng Toàn nhanh. Ai đẩy? Tao luôn. Đi.
có gì ở đâu nào? Ở nhà luôn. Đây. Chúng mày. Chúng mày làm gì anh tao ấy? Em đánh nhau. Mày cầm gậy làm sao? Đi đánh nhau. Chúng mày làm gì? Chúng mày làm gì? Anh em an ủi thằng Hoàng thì nó không được vào gặp con rồi. An ủi bây giờ. Cách vãi làm bây giờ.